này dày được một phân. Đây anh em đang làm cái cánh cửa mở hất của hệ mặt dựng này, thì đang dùng cái cây F003 này. Đấy. Thì của Việt Nam mình là nó không có cái chỗ để nhét răng như này đâu nhé. Đấy, của anh Tập Cận Bình là anh ấy cải tiến, anh có thêm cái chỗ để đi răng như này. Đấy. Và cái mặt cắt nó cũng đổi khác đi một tí. Đấy. Đấy thì ngoài cái chuyện là răng chỗ này để cho nó êm rồi nhá. Đấy, mua đúng răng của nó nhá. Đấy, nhìn mặt cắt này, răng hình chữ nhật này. Thế còn chỗ này là mình họ thiết kế cho để cả cái gioăng lông ở đây. Đấy, phớt lông. Thì cho phớt lông mà nó êm, mà mình thả kính mà nó không bị sứt cái cạnh kính. Rồi gioăng hết này. Đấy thì một cạnh chúng ta sẽ bắt cái bản lề chữ A bên này nhé. Còn mặt trên này là mặt để thả kính và dán kính. Đây mình dùng cái ke này, nó dày cả phân đấy nhé. Gài vào đây. Đấy, thêm cái ke phụ cho nó giữ cái mặt phẳng tốt. Cái này thì mình dùng ép góc theo kiểu là ép góc hệ cánh kính ấy. Dùng dây đai mình thít và cho keo ép góc vào thôi. tới mà anh có thể vứt vô cái chớp cái đi, anh làm hẳn ra ngoài. Tự nhiên có chớp thì cái chớp đấy thì bây giờ chưa rơi, vài bữa rơi nhưng ai cũng phải rỡ rồi. Cho nên cũng bảo là làm nhôm cỏ thì thế rồi. Nếu mà làm nhôm ấy thì anh phải làm đuổi ra màu vân gỗ. Không, chẳng cần. Bởi vì trong nhà nó màu vàng vàng rồi thì cửa màu trắng là được. Nếu mà anh làm nhôm cỏ mà có cánh nó hoàn hoi thì rơi vào tầm 850 1 mét. Cửa đi thì bắt luôn cả nằm Việt Pháp rồi. 800 đi. Nhớ. Rất là đẹp. Quan trọng cái trên này là đẹp này, còn sau cái này dán kính. Khi nó dán kính vào thì người ta không để gì. Thì cái này làm khung cho cái cửa mở hấp này, cái mã F004 này. Đấy, dùng một trong mấy cái mã này. Thì đây mặt cắt nó như thế này. Đấy nha, thì chúng ta làm sao mà cái này là lọt được vào cái ô của cái mặt dựng lúc nãy thôi. Đấy, cái phụ rồi cái chính đây. Cái này mình bắt đinh rút. Đấy, cái này thì ốp vào mặt dựng nhá. Đấy. Sau đó thì ta mới dùng đến cái cây cánh F003 này nhé. Cái cây cánh F003 này thì mình sẽ cắt bằng cái cây này phủ bì và cộng thêm 3/2 nữa. Mỗi bên là gác lên 1/6. Thế là đúng tiêu chuẩn. Đấy. Đây là cây cánh của nó này. Đấy thì được cây cánh thì mình ghép vào đây với có bản lề chữ A vào đây thôi. Giống như là làm bộ cửa bình thường. Đấy. Mình cũng dùng keo ép góc bình thường nha. Keo ép góc nó chết keo nó cứng và không cần phải bắn vít nữa. Đấy, vậy là đã được 6 cái khung bao của cái cánh mở hất. Đấy thì đây mới được 4 cái. Bốn cái cánh của nó. Chờ khoảng độ 2-3 tiếng nữa nó khô thì ép góc nốt 2 cánh còn lại. Đấy, vậy là mình cái cánh này mình cắt làm sao để khi nó gác lên trên này là nó gác 1/6 lên cái bờ của cái mặt dựng này nhé. Đấy. Cái con khung bao của nó thì lấy bằng cái mặt này rồi. Ok, vậy là đã giới thiệu cho anh em là cách làm cái cánh của cửa mở hất hệ mặt dựng 1100 của Việt Pháp nhé. Đấy, còn cái dây đai này nó đang thiếu có 4 dây thôi, thành ra là thiếu 2 cái nữa, đợi cái kia nó khô là mình đợi cái này khô là mình ép nốt hai cánh còn lại. Đấy thì cánh này đến lúc mà lắp cái bản lề chữ A thì cũng giống như là cửa hệ 55 của mình bình thường thôi, không có vấn đề gì khó cả. Vậy là tạm biệt anh em nhé. Hẹn gặp lại ở video tiếp theo. Ai mà chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh nhé. Cảm ơn mọi người đã theo dõi kênh.